gì em nói anh xem. Không nhiều tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em. Những người tôi từng nói rằng yêu họ, deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi rồi biến nó thành đã từng. Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha. Những lần gần mà lòng cứ xa là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. But it's having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Là những ngày nắng trời thân thang và cũng lyrics dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi việc và mưa chợ liên quan. Là những ngày dọn về là sao đánh thức ăn dược ngành chim bào. Dù là bao lâu dù làm nhau đâu vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Giống tình yêu anh không tiếc, nhưng tin con tim anh không biết. Những khói nhẹ bay nỗi buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù vơ và lỡ. Go what you've done. Em thấy không yêu. Got me falling hard. Tell me what love is. Tell me what love is. And love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is. And love me is what you tell. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. Và em mới nói tôi nghe tình yêu là gì. Uh-huh. Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi. Và em mới nói tôi nghe tình yêu là gì. That's right. Mà tại sao đâu có lúc lại ước hẹn mi. Thánh nhân kia hỏi tại sao đại kẻ khủng khờ. Người bỗng từ đâu lại đến tỏa làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do cho tôi được biết lý do mình chờ. Được ai hồi lâu muốn sai chính nó cho tôi liền cách không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành tâm vậy. Thành thật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dùng lời mới quen. Ô chỉ biết cảm xúc cứ chạy. Trên môi là những làn khói. Đằng sau đó là chút niềm tin tôi đành đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hai hợp âm, ba chàng ông ngồi lát phù vơ. Hai hợp âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done, I'm falling in love. Baby girl, what you done, no. Hai hợp âm, ba chàng ông ngồi lát phù vơ. Hai hợp âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done, I'm falling in love. Baby girl, tell me what you love. Tell me your love and then tell me your love and then tell me your love. Tell me what your love is. Show me your love and then show me your love, love and then show me your love. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. What is love? Anh xem không nhiều tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em. Những người tôi từng nói rằng yêu họ, deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi rồi biến nó thành đã từng. Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha. Những lần gần mà lòng cứ xa là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. Love is having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Tell me what love is.
Là những ngày nắng trời thân thang và cũng lề vết dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi việc và mưa chẳng liên quan. Là những ngày dọn về là sao đánh thức ăn giữa ngành chim bào. Dù là bao lâu dù làm nhau đâu vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Giống tình yêu anh không tiếc, nhưng tin con tim anh không biết. Như khói nhẹ bay nốt buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm, ba chàng ngông ngồi hát vu vơ và lỡ. Girl what you've done, em thấy không you got me falling hard. Tell me what love is. Tell me what love is. And love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is. And love me is what you tell. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi? Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? That's right. Mà tại sao đã có lúc lại ước hẹn mi? Thanh niên kia hỏi tại sao đã kẻ khủng khờ. Người bộm từ đầu lại đến tàn làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do cho tôi được biết lý do mình chờ được ai hồi lâu muốn sai chứng nhỏ sao tôi lại cách không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành tật vậy? Thành tật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dùng người mới quen. Ô chỉ biết cảm xúc cứ chạy trên môi là những làn khói. Đằng sau đó là chút niềm tin tôi đành đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù hợp. Hai hợp âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, what you done? Hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù hợp. Hai hợp âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, tell me what your love. Tell me your love and then tell me your love. Tell me what your love is. Show me your love and then show me your love, love and then show me your love. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, 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 love. What is love? Nói anh xem, không nhiều tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em. Những người tôi từng nói rằng yêu họ. Deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi rồi biến nó thành đã từng. Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha. Những lần gần mà lòng cứ xa là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. Love is having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell. Là những ngày nắng trời thân thang và cũng lề vết dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi việc và mưa chẳng liên quan. Là những ngày dọn về là sao đánh thức ăn giữa ngành chim bào. Dù là bao lâu dù làm nhau đâu vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Giống tình yêu anh không tiếc, nhưng tin con tim anh không biết. Những khói nhẹ bay nỗi buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát vu vơ và lỡ. Girl what you've done, em thấy không you got me falling hard. Tell me what love is. Tell me what love is and love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is and love me is what you tell. Tell me what your love is. Love, 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 love.
Tell me what you love it. Love it. Love it. Love it. Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? Uh-huh. Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi? Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? That's right. Mà tại sao đâu có lúc lại ước hẹn mi? Thanh niên kia hỏi tại sao đã kẻ khủng khờ. Người bỗng từ đầu lại đến toàn làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do cho tôi được biết lý do mình chờ. Được ai hồi lâu muốn sai trích ngõ tôi liền cách không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành thật vậy? Thành thật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dùng lời mới quen? Ô chỉ biết cảm xúc cứ chạy. Trên môi là những làn khói, đằng sau đó là chút niềm tin tôi đánh đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình, quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hai hợp âm, ba trăm âm, ngồi lát vừa. Hai hợp âm, ba trăm âm. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, what you done? Hai hợp âm, ba trăm âm, ngồi lát vừa. Hai hợp âm, ba trăm âm. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, tell me what you love. Tell me your love. Tell me what your love is. Show me your love and then show me your love, love and then show me your love. Tell me what your love is. Love, love it. Love, love. Tell me what your love is. Love, love it. Love, love. What is love? Em nói anh xem, không nhiều tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em. Những người tôi từng nói rằng yêu họ, deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi rồi biến nó thành đã từng. Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha. Những lần gần mà lòng cứ xa là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. But it's having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Là những ngày nắng trời thân thang và cũng lê vết dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi vịt và mưa chẳng liên quan. Là những ngày dọn về là sao đánh thức ăn dược ngành chim bao. Dù là bao lâu dù làm nhau đâu vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Giống tình yêu anh không tiếc, no. Nhưng tin con tim anh không biết, anh không. Những khói nhẹ bay nốt buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù vơ và lơ. Girl what you've done, em thật không yêu. Got me falling hard. Tell me what love is. Tell me what love is, and love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is, and love me is what you tell. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? Uh-huh. Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi? Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? That's right. Mà tại sao đã có lúc lại ước hẹn mi? Thanh niên kia hỏi tại sao đã kẻ khủng khờ. Người bỗng từ đầu lại đến toàn làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do cho tôi được biết lý do mình chờ. Được ai hồi lâu muốn sai trích ngõ cho tôi liền cách không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành thật vậy? Thành thật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dùng lời mới quen? Ô chỉ biết cảm xúc cứ chạy. Trên môi là những làn khói, đằng sau đó là chút niềm tin tôi đành đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình, quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hai hợp âm, ba trăm âm, ngồi lát vừa. Hai hợp âm, ba trăm âm. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, what you done? Hai hợp âm, ba trăm âm, ngồi lát vừa.
Tell me what your love is. Show me your love and then show me your love and then show me your love. Tell me what your love is. Love, love it, love, love. Tell me what your love is. Love, love it, love, love. What is love? Gì em nói anh xem, không nhiều tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em, những người tôi từng nói rằng yêu họ. Deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi rồi biến nó thành đã từng. Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều, muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha, những lần gần mà lòng cứ xa, là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. Love is having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Là những ngày nắng trời thân thang, và cũng lê rít dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi việc và mưa chợt liên quan. Là những ngày dọn về là sao đánh thức anh giữa ngàn chim bao. Dù là bao lâu, dù làm nhau đâu, vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Giống tình yêu anh không tiếc, nhưng tin con tim anh không biết. Như khói nhẹ bay nốt buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù vơ và lỡ. Girl what you've done, em thấy không you got me falling hard. Tell me what love is. What love is and love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is and love me is what you tell. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? Uh-huh. Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi? Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? That's right. Mà tại sao đâu có lúc lại ước hẹn mi? Thanh niên kia hỏi tại sao đã kẻ khủng khờ. Người bỗng từ đâu lại đến, ta làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do, cho tôi được biết lý do mình chờ. Được ai hồi lâu muốn sai chứng nhỏ, sao tôi lại cách không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành thật vậy, thành thật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dùng lời mới quen. Ô chỉ biết cảm xúc cứ chạy, trên môi là những làn khói. Đằng sau đó là chút niềm tin tôi đành đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình, quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hai âm âm, ba chàng ông ngồi lát phù hợp. Hai âm âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done, I'm falling in love. Baby girl, what you done, no. Hai âm âm, ba chàng ông ngồi lát phù hợp. Hai âm âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done, I'm falling in love. Baby girl, tell me what your love is. Tell me your love and then tell me your love and then tell me your love. Tell me what your love is. Show me your love and then show me your love and then show me your love. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. What is love? Gì em nói anh xem, không nhiều tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em, những người tôi từng nói rằng yêu họ. Deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi rồi biến nó thành đã từng.
Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha. Những lần gần mà lòng cứ xa là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. Love is having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Là những ngày nắng trời thân thang và cũng lê rít dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi vịt và mưa chợ liên quan. Là những ngày dọn về là sao đánh thức ăn dược ngành chim bào. Dù là bao lâu dù làm nhau đâu vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Dẫm tình yêu anh không tiếc nhưng tin còn tim anh không biết. Những khói nhẹ bay nỗi buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm. Ba chàng ông ngồi hát phù vơ và lỡ. Girl what you've done. Em thật không yêu. Got me falling hard. Tell me what love is. Tell me what love is. And love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is. And love me is what you tell. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? Uh-huh. Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi? Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? That's right. Mà tại sao đâu có lúc lại ước hẹn mi? Thanh niên kia hỏi tại sao đại kẻ khủng khờ. Người bỗng từ đâu lại đến tàn làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do cho tôi được biết lý do mình chờ đợi. Ai hồi lâu muốn sai chính nó tôi lại cách không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành tâm vậy? Thành thật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dùng lời mới quen. Ô chỉ biết cảm xúc cứ chạy. Trên môi là những làn khói. Đằng sau đó là chút niềm tin tôi đánh đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hãy ấp ấm, ba chàng ông ngồi lát vừa. Hãy ấp ấm, ba chàng ông. Baby girl, what you done, I'm falling in love. Baby girl, what you done, no. Hãy ấp ấm, ba chàng ông ngồi lát vừa. Hãy ấp ấm, ba chàng ông. Baby girl, what you done, I'm falling in love. Baby girl, tell me what you love. Tell me your love and then tell me your love. Tell me what your love is. Show me your love and then show me your love, love and then show me your love. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. What is love? Anh xem không nhiều tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em. Những người tôi từng nói rằng yêu họ. Deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi rồi biến nó thành đã từng. Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha. Những lần gần mà lòng cứ xa là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. Love is having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell me. Là những ngày nắng trời thân thang và cũng lê rít dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi vịt và mưa chợ liên quan. Là những ngày dọn về là sao
đánh thức anh giữa ngàn chim bao. Dù là bao lâu, dù làm nhau đâu, vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Giống tình yêu anh không tiếc, nhưng tin con tim anh không biết. Những khói nhẹ bay nốt buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù vơ và lỡ. Girl what you've done, em thấy không you got me falling hard. Tell me what love is. Tell me what love is. And love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is. And love me is what you tell. Tell me what your love is. Love. 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 Tell me what your love is. Love. 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 Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? Uh-huh. Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi? Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? That's right. Mà tại sao đã có lúc lẽ ước hẹn mi? Thanh niên kia hỏi tại sao đã kẻ khổ khở. Người bộm từ đầu lại đến tàn làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do cho tôi được biết lý do mình chờ. Đã ai hồi lâu muốn sai chứng nhỏ sao tôi lại cách không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành tật vậy? Thành tật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dù người mới quen. Ô chỉ biết cảm xúc cứ chạy. Trên môi là những làn khói, đằng sau đó là chút niềm tin tôi đành đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình, quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hai âm âm, ba chàng ông ngồi lát vua. Hai âm âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, what you done? Hai âm âm, ba chàng ông ngồi lát vua. Hai âm âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, tell me what your love. Tell me your love and then tell me your love and then tell me your love. Tell me what your love is. Show me your love and then show me your love, love and then show me your love. Tell me what your love is. Love. 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 Tell me what your love is. Love. 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 What is love? Nói anh xem, không nhiều tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em. Những người tôi từng nói rằng yêu họ. Deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi, rồi biến nó thành đã từng. Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha. Những lần gần mà lòng cứ xa là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. Love is having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell. Là những ngày nắng trời thân thang, và cũng lyric dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi việc và mưa chẳng liên quan. Là những ngày dọn về là sao đánh thức anh giữa ngàn chim bao. Dù là bao lâu, dù làm nhau đâu, vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Giống tình yêu anh không tiếc, nhưng tin con tim anh không biết. Những khói nhẹ bay nốt buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù vơ và lỡ. Girl what you've done, em thấy không you got me falling hard. Tell me what love is. Tell me what love is, and love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is, and love me is what you tell. Tell me what your love is. Love. 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 Tell me what your love is. Love. 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 Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? Uh-huh. Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi? Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? That's right. Mà tại sao đã có lúc lại ước hẹn mi?
Thanh niên kia hỏi tại sao đã kẻ khủng khờ. Người bỗng từ đâu lại đến và làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do cho tôi được biết lý do mình chờ. Được ai hồi lâu muốn sai trích ngõ tôi liền cắt không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành thật vậy? Thành thật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dùng lời mới quen? Ô chỉ biết cảm xúc cứ chạy. Trên môi là những làn khói, đằng sau đó là chút niềm tin tôi đánh đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình, quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hãy ấp ấm, ba chân ông ngồi lát vừa. Hãy ấp ấm, ba chân ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, what you done? Hãy ấp ấm, ba chân ông ngồi lát vừa. Hãy ấp ấm, ba chân ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, tell me what you love. Tell me your love and then tell me your love. Tell me what your love is. Show me your love and then show me your love, love and then show me your love. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. What is love? Em nói anh xem, không hiểu tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em. Những người tôi từng nói rằng yêu họ, deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi rồi biến nó thành đã từng. Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha. Những lần gần mà lòng cứ xa là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. Love is having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Là những ngày nắng trời thân thang và cũng lê vết dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi vịt và mưa chẳng liên quan. Là những ngày dọn về là sao đánh thức ăn dược ngành chim bào. Dù là bao lâu dù làm nhau đâu vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Giống tình yêu anh không tiếc, nhưng tin con tim anh không biết. Những khói nhẹ bay nốt buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù vơ và lơ. Girl what you've done, em thật không yêu. Got me falling hard. Tell me what love is. Love is and love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is and love me is what you tell. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? Uh-huh. Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi? Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? That's right. Mà tại sao đã có lúc lại ước hẹn mi? Thanh niên kia hỏi tại sao đã kẻ khủng khờ. Người bỗng từ đâu lại đến và làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do cho tôi được biết lý do mình chờ. Được ai hồi lâu muốn sai trích ngõ cho tôi liền cắt không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành thật vậy? Thành thật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dùng lời mới quen? Ô chỉ biết cảm xúc cứ chạy. Trên môi là những làn khói, đằng sau đó là chút niềm tin tôi đành đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình, quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hãy ấp ấm, ba chân ông ngồi lát vừa. Hãy ấp ấm, ba chân ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, what you done? Hãy ấp ấm, ba chân ông ngồi lát vừa. Hãy ấp ấm, ba chân ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, tell me what your love. Tell me your love and then tell me your love and then tell me your love. Tell me what your love is. Show me your love and then
show me your love, and let's show me your love. Tell me what your love is. Love, love it, love, love. Tell me what your love is. Love, love it, love, love. What is love? Gì em nói anh xem, không nhiều tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em, những người tôi từng nói rằng yêu họ. Deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi rồi biến nó thành đã từng. Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều, muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha, những lần gần mà lòng cứ xa, là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. Love is having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is, and love is what you tell me. Là những ngày nắng trời thân thang, và cũng lê vết dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi việc và mưa chợt liên quan. Là những ngày dọn về là sao đánh thức anh giữa ngàn chim bao. Dù là bao lâu, dù làm nhau đâu, vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Giống tình yêu anh không tiếc, nhưng tin con tim anh không biết. Như khói nhẹ bay nỗi buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù vơ và love. Girl what you've done, em thấy không you got me falling hard. Tell me what love is. What love is and love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is and love me is what you tell. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? Uh-huh. Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi? Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? That's right. Mà tại sao đâu có lúc lại ước hẹn mi? Thanh niên kia hỏi tại sao đã kẻ khủng khờ. Người bỗng từ đâu lại đến tàn làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do cho tôi được biết lý do mình chờ đợi. Ai hồi lâu muốn sai chứng nhỏ sao tôi lại cách không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành tật vậy? Thành tật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dùng lời mới quen. Ôi chỉ biết cảm xúc cứ chạy, trên môi là những làn khói. Đằng sau đó là chút niềm tin tôi đành đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình, quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hai âm âm, ba chàng ông ngồi lát phù hợp. Hai âm âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, what you done? Hai âm âm, ba chàng ông ngồi lát phù hợp. Hai âm âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, tell me what your love. Tell me your love and then tell me your love and then tell me your love. Tell me what your love is. Show me your love and then show me your love and then show me your love. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. What is love? Bây giờ lạp mà thêm một ô nữa chỉ có lạp xưởng thôi. Tôi nói thiệt, tôi mà không đúng nữa thì thôi đó. Tôi cũng không cho tôi một chữ lạp xưởng nữa chứ, tôi tức thiệt á chứ. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mời các bạn về vị trí thi đấu. 3, 2, 1, cuộc thi bắt đầu. Ôi, cái đề này
sử dụng rất nhiều thuật ngữ thuần về tiếng Anh. Nếu các bạn chỉ tiếp cận thuật ngữ ở dạng tiếng Việt, tôi tin rằng những thuật ngữ tiếng Anh này sẽ làm cho các bạn gặp rất nhiều khó khăn. Với cái đề bài này, cái kiến thức nền của các bạn phải thực sự tốt, tại vì đây đều là những cái cụm từ ngẫu nhiên và bản thân cái ô chữ này sau 5 phút nó biến mất, cho nên là cái áp lực về thời gian, áp lực về không gian đối với các bạn nó thực sự là lớn. Cái tính đa nhiệm nó thể hiện là phải có trí nhớ học thuật, trí nhớ dài hạn, phải có cả trí nhớ ngắn hạn, phải có năng lực tư duy về mặt không gian thì mới có thể giải được. Tôi thì tôi không có mặt ở trong cái trận mà thuộc nữ với là Nhật Thịnh đâu, nhưng mà tôi xem ý, thì tôi thấy là các bạn cũng là những người rất là giỏi, nhưng mà tôi vẫn đặt niềm tin vào Việt Hoàng. Khi đề thi được chiếu lên, mình cũng hơi một chút mất bình tĩnh, phải mất một thời gian ngắn sau đó mình mới bình tâm lại và quan sát đề thi kỹ càng hơn. Tức là bây giờ phải chọn là 3 từ trong số những cái từ này để mà ghép thành một cái gọi là keyword được, để mình xem. Tức là chưa có kết quả vội. Để giải được phần thi bạch mã đồ này thì điều quan trọng đầu tiên là bạn phải có được một cái khối lượng kiến thức nhất định để có thể từ những cái gợi ý mà chương trình đã cho sẵn suy ra được những từ khóa đúng. Mình sẽ phải tư duy để tìm từ khóa, chứ không phải là mình có một cái lượng từ khóa có sẵn, và do đó là cái khả năng đa nhiệm nó đòi hỏi ở bộ não của người chơi cũng rất là nhiều. Cừu Dolly nó nằm bên đây nha. À, cái bên đây nó gì là giống hệt nhau về mặt di truyền. Hai từ khóa này cùng với một từ khóa nó liên là nó tạo ra một từ khóa là nhân bản vô tính. Tức là lại ra một từ mới. Dạ, nó ra đó, cái từ đó gọi là từ khóa. Rồi sau đó từ khóa nó sẽ liền ra. Nhưng có đứa nó sẽ suy ba từ khóa đó ra là không phải nhân bản vô tính mà là sinh sản vô tính. Nó cũng đúng đó. Cho nên tụi nó phải tư duy từ khóa. Nó cực khó. Bạn này bạn ấy đi đầu tiên luôn này. Coi như là từ lúc này là không được nhìn ra sau nữa. Đúng rồi. Là một mình bạn ấy chơi về cái ô trống này luôn. Chiến thuật của mình là ghi nhớ song song tất cả các gợi ý và sơ đồ. Sau đó sẽ vừa tư duy để giải các gợi ý để tìm từ khóa, vừa điền vào mê cung. Do vậy tốc độ sẽ rất là nhanh. Khi mà chị thục nữ quay lại thì mình cảm thấy có một chút gì đó áp lực. Và mình nghĩ rằng là vậy thì mình cũng sẽ phải liều một phen xem sao. Và mình quyết định là mình sẽ sử dụng khoảng 10 giây tiếp theo để mà ghi nhớ phần còn lại của ô chữ. Thục nữ thì cô ấy lắp đến đâu cô viết đến đấy luôn. Còn Việt Hoàng thì ở phần đấy bạn ấy chơi theo cái chiến thuật là bạn ấy đầu tiên bạn lắp đường đi giống như là đối thủ người Đức của bạn ấy trong cái trận mà bạn ấy thi ở mùa 1. Hoàng nó vẫn quái nhờ. Khi thấy hai tuyển thủ là Việt Hoàng và Thục Nữ tận dụng thời gian ghi nhớ để có thể giải ô chữ thì mình cảm giác hơi lo lắng vì mình còn khá nhiều dữ liệu chưa mã hóa được thành từ khóa. Tôi đặc biệt ấn tượng với các bạn Thục Nữ làm bài thi và cái thần thái ở trên sân khấu của bạn ấy. Thực sự là tập trung rất là cao độ. Bên này là chậm hơn này. Nhật Thịnh chậm hơn. Thực sự lượng kiến thức trong các cụm từ ở đề thi ở vòng đầu tiên là rất rộng. Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó mình cũng có sự may mắn khi đã suy luận được gần như đầy đủ các cụm từ khóa mình cần thiết. Con này nó lắp gần lên rồi, thì nó lắp xong bây giờ nó chỉ viết thôi. Bạn ấy lắp hết đường đi, sau đó bạn bắt đầu bạn ghi tất cả cái này kia. Thì làm như vậy thì bạn ấy có cơ sở để viết tất cả những cái dữ liệu cũng như những cái cụm từ mà có trong đầu bạn rồi. Từ khoảng 1/3 cuối mê cung thì mình đã đi sai đường. Cho đến điểm kết thúc thì mình mới nhận ra và quay ngược trở lại và sửa cái mê cung này.
ok rồi. Rồi. Mình sẽ vừa đi về cung và vừa điền từ khóa vào. Cái chiến thuật này nó vừa giúp mình tiết kiệm thời gian, vừa giúp mình trong cái việc mà kiểm tra lại là cái đáp án có đúng hay không. Và nếu mình sai thì mình có thể sửa ngay lập tức ở chỗ đó được. Chúng ta đều biết là phần thi này thì người chậm nhất sẽ bị loại ngay lập tức và chúng ta chỉ có đúng một cơ hội duy nhất. Vì vậy nên là mình nghĩ rằng khi mà chị Thục Nữ quay lại thì nó giống như là một cái liều adrenaline để cho tất cả các cái tế bào não trong đầu mình nó phải hoạt động hết công suất, và mình nghĩ là Nhật Thịnh cũng vậy. Khi mà mình hoàn thành xong ô chữ, bỗng nhiên là tất cả những cái ký ức của năm ngoái nó ùa về, rằng là nếu như mình quá hấp tấp và mình mắc một cái lỗi sơ đẳng thì mọi chuyện nó sẽ tồi tệ như thế nào. Và mình đã cẩn thận xem lại rất là kỹ, không có bất kỳ một lỗi chính tả nào. Nếu như ô chữ của mình có một lỗi sai về vị trí ô chữ hay là về đáp án, lỗi sai về kiến thức, thì đó là lỗi sai từ nhận thức của mình và mình hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với nó. Tại vì còn nó chắc nè, nó xong rồi mà nó không nó bị đơn giản ra, còn cái kia nữa. Còn cái kia nữa mà nó thoải mái. Nhật Thịnh, bạn ấy quan sát nó quá tỉ mỉ và tôi cho rằng là bạn chưa có một chiến thuật đúng so với lại Việt Hoàng và Thục Nữ. Các dữ liệu đưa ra trong đề bài khá mơ hồ, nếu không quan sát cẩn thận và tỉ mỉ mà chỉ nhìn lướt qua thì rất có thể khả năng bị nhầm sang các từ khóa khác có cùng lĩnh vực, cùng nội dung nhưng lại sai về mặt số lượng chữ cái. Thưa quý vị, như vậy là ba thí sinh đã hoàn thành bài thi của mình. Và tôi mời trợ lý khoa học ra niêm phong đề. Không chiếm ưu thế về mặt tốc độ so với hai đối thủ còn lại, liệu với chiến thuật chậm mà chắc thì Nhật Thịnh có giành được chiến thắng ở trận đầu tiên hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thưa quý vị, trong ba bạn thì Thục Nữ là người bấm chuông nhanh nhất với thành tích là 4 phút 58 giây. Sau đó là Việt Hoàng 5 phút 26 giây. Và cuối cùng là bạn Nhật Thịnh với 7 phút 48 giây. Thế nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên cho độ chính xác của tiết mục. Và đặc biệt là chính xác sẽ được tính là chính xác với toàn bộ đáp án của chương trình. Sai chính tả cũng tính là không chính xác nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ sổ đề. Tôi phải nói là thưa quý vị như thế này, bạch mã đồ là sao? Chúng ta sẽ đi, cái đường đi nó sẽ như thế này. Con ngựa nó sẽ đi ra ngang, xong rồi đi dọc xuống đây. Sau đó lại đi ngang, rồi lại đi dọc xuống đây, rồi lại đi ngang đây, rồi lại đi dọc xuống, ngang qua đây, dọc xuống đây. Rồi bắt đầu từ ô này, quý vị thấy là nó không có được đi ngược chiều nữa, nó vẫn phải đi tiếp. Thì các cái chữ sẽ tính từ đây qua đây, nó về đây là cái điểm cuối cùng của con ngựa về. Thì quý vị thấy là cái độ khó của nó rất là cao. Mình phải luôn luôn nhớ cái đường đi, chứ không thôi mình đi hồi nó méo, nó sai cái trục. Bây giờ chúng ta sẽ sổ đáp án từ tọa độ B3 đến B5. Thưa quý vị, từ khóa là thân nhân trung. Như vậy hiền tài là nguyên khí quốc gia là câu nói của ông hay là của người ta nói về ông? Dạ, đây là câu nói nổi tiếng nhất của thân nhân trung và được khắc lên bia đá ở văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu. Và chúng ta cùng sổ đáp án của ba bạn. Thân nhân trung, chính xác. Chính xác.
tọa độ B4 cho đến E4. Mời đáp án chương trình. Nhân bản vô tính. Cái này thì tương đối rõ ràng, chúng ta không cần hỏi tiếp. Hãy cùng xem đáp án của các bạn. Nhân bản vô tính, chính xác. Tiếp tục từ E4 cho đến E7. Mời đáp án. Tính chất vật lý. Mời đáp án của các bạn. Chính xác. Yeah. Đúng rồi. Tiếp tục đáp án từ D7 cho đến G7. Xin mời. Định lý nhị thức. Đây là một cái định nghĩa về toán học. Đáp án của các bạn. Thưa quý vị, có một cái sai ở đây là từ D7 đến G7 thì mới đúng. Định lý nhị thức. À, bạn nghĩ ngược. Bạn bị đi ngược. Từ tính chất vật lý ở đây thì bạn lại nghĩ ngược, là bạn lại đi là định lý nhị thức ở đây. Cảm thấy khá là thất vọng vì mình đã quá tập trung vào quan sát các gợi ý để mã hóa thành từ khóa mà mình hơi chủ quan trong việc ghi nhớ ô chữ. Nhưng mà hồi nãy giờ con ngựa nó đang đi ngang, dọc, ngang thì nó phải đi dọc xuống đây. Cho nên sorry em bị sai từ đoạn này. Cho nên chúng ta sẽ không tính tiếp những đáp án còn lại. Luật là luật, một khi đã tham gia vào cuộc chơi thì mình phải tôn trọng tất cả những điều đó. Thất bại này là một bài học đối với mình. Tiếp tục sẽ là câu chuyện của Việt Hoàng và Thục Nữ. Tiếp tục từ khóa từ F7 cho đến F10. Ha, nhị thập bát tú. Mời đáp án của các bạn. Chính xác. Cho anh hỏi tao đàn Lê Thánh Tôn liên quan gì đến nhị thập bát tú ạ? À? Theo những gì em biết thì tao đàn nhị thập bát tú là một hội thơ văn của vua Lê Thánh Tông. Và vua Lê Thánh Tông thì là một người rất là yêu văn chương và bản thân ông cũng rất là giỏi văn chương. Ông lập ra một cái hội gồm có bản thân ông và 27 vị quan lại khác trong triều. Và ông coi 28 thành viên này là 28 cái chòm sao ưu tú. Anh muốn hỏi em điều này. Nếu mà anh cho hai từ link với nhau nha, thân nhân trung với tao đàn nhị thập bát tú, thì em hiểu hai từ khóa này nó liên quan gì tới nhau? Thân nhân trung là một cận thần dưới triều của vua Lê Thánh Tông. Khi mà lập ra cái hội tao đàn nhị thập bát tú này thì Lê Thánh Tông đã tôn thân nhân trung làm phó soái của cái hội tao đàn nhị thập bát tú này. Và một phó soái còn lại là Đỗ Nhuận. Chính xác. Như vậy là trong cả gợi ý cũng có keyword, và trong keyword cũng có gợi ý cũng liên quan đến nhau. Cho nên nó làm nhiễu loạn thông tin khủng khiếp. Tiếp nào, chúng ta đến F10 và G10. Tú xương, thưa quý vị. Đáp án của các bạn. Chính xác. Rồi mặt trai này là gì? Mặt trai là tên hiệu của tú xương ạ. Cái thời mà thời phong kiến á, những người yêu thơ văn họ thường lấy hiệu. Ví dụ Nguyễn Trãi là ức trai thì Tú Xương lấy hiệu là mặt trai. Em có thể lấy hiệu là đẹp trai được không? Chuẩn. Các bạn hãy nhớ nha, khi trấn thành chấp bút, bút danh của tôi sẽ là đẹp trai. 247 phố Hàng Nâu có phải là sổ đỏ của ông không? Chính xác, đó là tên địa chỉ ngôi nhà của Tú Xương. Và đây, di tích này vẫn còn ở tỉnh Nam Định. Tiếp tục G10 đến G12. Xương rồng Nopan. Chính xác. Cái từ khóa mà gây khó cho mình đó chính là xương rồng Nopal. Bởi vì trên đường đi của con Bạch Mã
từ khóa này nó có đến 3 ô. Cho nên là khi mà nghĩ ra xương rồng rồi thì mình rất là phân vân, không biết là từ cuối cùng đấy là gì. Là nên là sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì mình mới nhớ ra là xương rồng Nopo. Rồi bây giờ lê gai là gì ạ? Nếu mà anh Thành là thánh ăn thì chắc chắn là anh sẽ rất thích món này. Em chưa bao giờ ăn xương rồng thưa anh. Dạ. Rất ngon anh, nó nhiều nước ăn, nó chua chua và nó rất là nhiều vitamin C. Họ lấy một cái lá xương rồng xong họ giạt gai ra, xong họ cắt mảnh mảnh ra, xong họ trộn lên giống salad vậy. Ăn cực kỳ ngon, anh mà ăn là anh sẽ mê liền. Anh ăn chưa? Dạ em chưa ăn nhưng mà em nghe em. Quý vị dễ sợ không? Ông diễn tả mà tôi tưởng tượng hàng ngày ông ăn sáng món đó đó. Dạ thưa anh Thành, là nguyên tắc quan trọng nhất của một người có trí nhớ tốt đó chính là trí tưởng tượng phải tốt. Ok, đứa ăn ngon lắm anh, em thấy là ngon đó chứ. Dạ ngon, cách ăn cực ngon à. Giòn mà chua như vậy là ngon á chứ. Tuyệt vời. Tiếp tục rồng từ G11 cho đến Y11. Rồng thời Lý. Đây là rồng nhà Lý, còn đây là rồng thời Lý, cái nào dạ, là chính xác? Cả hai bạn mặc dù viết khác từ nhưng mà đều được chấp nhận tại vì có nằm trong đáp án thưa quý vị. À kìa, đúng rồi. Tiếp tục Y11 cho đến Y9, đáp án là Lý Long Tường. Chính xác. Lý Xương Căn có phải là tên thật của ông không ạ? Không ạ, Lý Xương Căn thì là tên của hậu duệ đời thứ 26 của ông ạ. Thì Lý Long Tường là con trai thứ 7 của vua Lý Anh Tông và cũng là hậu duệ của vua Lý Thái Tổ. Khi mà nhà Lý bị nhà Trần tức là thay ngôi á, thì Lý Long Tường mới chạy sang Cao Ly tức là Triều Tiên bây giờ ạ, và sống và lập nghiệp ở bên đó và cũng giúp cho vua Triều Tiên đánh giặc. Vì vậy nên là ông được ở lại đó và được phong là Hoa Sơn tướng quân luôn. Sau 26 đời thì Lý Xương Căn là hậu duệ đời thứ 26 và ông đã quay trở về Việt Nam và nhập quốc tịch Việt Nam. Bạn Việt Hoàng ấy, mình còn một cái ấn tượng nữa là sau mỗi phần trình diễn bạn ấy giải thích từng ly từng tí một cho mọi người hiểu, thì mình có thể thấy là bạn là một người rất giỏi. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay là 21 ạ. 21 mà biết tới đời 26 nhà người ta thiệt dễ sợ thiệt chứ. Nể nó thiệt chứ. Tường Y9 và J9 có phải là Tường An không? Lửa. Chắc lửa trong lò quá. Bây giờ lạp mà thêm một ô nữa chỉ có lạp xưởng thôi. Tôi nói thiệt, tôi mà không đúng nữa thì thôi đó. Mà cũng không cho tôi một chữ lạp xưởng nữa chứ, tôi tức thiệt á chứ. Thể dục thể thao. Dạ thưa quý vị, đó là thể thơ lục bát. Tức nha, tôi tức nha, nãy giờ tôi chưa dính cái gì hết nha. Bát mà bát một ô. Bát giới. Có phải là Tường An không? Lửa. Chắc lửa trong lò quá. Bây giờ lạp mà thêm một ô nữa chỉ có lạp xưởng thôi. Thể dục thể thao. Bác một ô, bác giới. Bác tràng. Tràng từ H4 đến H1. Tràng An danh thắng. Vẫn chính xác nha quý vị, cho đến giờ này vẫn chính xác. Từ cuối cùng, từ H1 cho đến E1. Mời đáp án của các bạn.
hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Đón xem mau kẻ săn người độc quyền trên Vion 22:30 thứ tư thứ năm hàng tuần.